Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài miền Nam thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài Tây Ninh, An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử xổ số miền Nam: giải 8, đài Tây Ninh 38, đài An Giang 23, đài Bình Thuận 42. Giải 7, đài Tây Ninh 179, đài An Giang 301, đài Bình Thuận 800. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được những cặp số đẹp trong ngày hôm nay.